Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 7 tháng 7 năm Nhâm Dần, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Ban trị sự huyện Lấp Vò và môn đồ Pháp Quyến cử hành lễ truy niệm Phụng Tống Kim Quang Cố Ni Trưởng Thích Nữ Như Dung nhập Bảo Tháp. Lễ thế vô thường, thần tứ đại mòn theo nhật nguyệt, Ni Trưởng đã an nhiên tịch diệt vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8 năm 2022, nhằm ngày 4 tháng 7 năm Nhâm Dần. Trong tiếng hộ niệm Phật của đại chúng, trụ thế 91 năm, 61 Hạ Lạp. Quan Lâm chứng minh, Hòa Thượng Thích Thiện Phương chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Hòa Thượng Thích Trang Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Sơn, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Như Trung, Phó Ban trị sự kiêm trưởng phân Ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cùng chư tôn đức tăng ni thường trực ban trị sự tỉnh, phân ban ni giới, chư tăng ni và Phật tử xa gần cùng tham dự. Trong khung cảnh trang nghiêm, Ni trưởng Thích Nữ Như Trung đã thay mặt chư ni cùng tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Như Dung trụ trì chùa Thanh Hoa. Đối trước giác linh ân sư, sư cô Thích Nữ Như Thảo đại diện cho môn đồ Pháp Quyến dâng lên đôi dòng cảm niệm và ôm lại những công hạnh của đức cố Ni trưởng, thông qua đó động viên cho chư ni cố gắng phát huy kế thừa những hạnh nguyện mà Ni trưởng để lại. Thay mặt ban trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Sơn chia buồn sách tấn đến môn đồ Pháp Quyến và Phật tử sau sự ra đi của Ni trưởng chùa Thanh Hoa. Thượng tọa Thích Lệ Nhật, Phó ban tổ chức tang lễ đại diện môn đồ Pháp Quyến dâng lời cảm niệm đến chư tôn đức về chứng minh và tham dự lễ truy niệm nhập Bảo Tháp. Tại buổi lễ, chư tôn đức niệm hương tưởng niệm sự nghiệp đạo hạnh, hành trạng sự nghiệp đạo đời của Ni trưởng Như Dung, nguyện giác linh của Ni trưởng Cao Đăng Phật Quốc. Sau buổi tưởng niệm, Thượng tọa Thích Chí Tâm và ban nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thực hiện nghi thức truyền thống đã cử hành lễ phụng tống kim quang nhằm nhập Bảo Tháp của Ni trưởng tại khuôn viên chùa Thanh Hoa, xã Long Hưng B, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.